Những cách ra đi tồi tệ nhất đến với một người. Hugo Everlord Challenge. Anh làm nhiệm vụ theo dõi thịt xay. Như thường lệ thì anh đã leo lên để có thể nhìn được thấy toàn cảnh bể thịt xay ngày hôm đó. Anh thấy có một cọng rác rớt vào bể thịt và anh đã cúi xuống để nhặt lên. Và không may, anh đã lộn nhào cả vào bể thịt đang xay này. Và đồng nghiệp của anh chỉ có thể chờ để đón nhận anh ở cuối máng thịt. Alan Carderall. Anh và một đồng nghiệp làm nhiệm vụ bảo trì lò vi sóng. Sau khi xong xuôi thì anh nói là anh sẽ về trước, còn đồng nghiệp ở lại xử lý một số vấn đề đằng sau máy. Nhưng mà anh đã để quên đồ lại ở phía bên trong nên là anh đã chợt nhớ ra và quay lại lấy. Và đúng lúc thì bạn anh cũng đã hoàn thành công việc và đi ra đóng cửa lò để mà đi về. Vô tình nhốt luôn anh ở bên trong. Và tất nhiên là trong đợt mở lò ngay sau đó thì bạn đã biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy rồi. Asia Lee Sean Ferguson. Cậu trai 17 tuổi này đã làm rơi chiếc nón của mình trong khi mà chơi tàu lượn siêu tốc. Và sau khi mà kết thúc cái chuyến tàu lượn này thì cậu đi ra ngoài và quyết định là rủ bạn của mình quay trở lại để mà nhặt chiếc nón, bất chấp là có hàng rào và cảnh báo là không được vào. Và thật là vui mừng khi mà cậu cũng đã nhìn thấy được chiếc nón của mình. Và khi cậu vừa mới cúi xuống để chạm tay vào nó, và chiếc tàu lượn đã hiện ra đằng sau lưng cậu và mang cậu đi mãi mãi. Nếu mà có đầy đủ thì chắc chắn là chúng ta phải báo với nhân viên phục vụ để mà khi tàu dừng lại thì họ sẽ giúp chúng ta lấy lại. Không biết 17 tuổi thì có nhận thức được rằng là tàu lượn đang chạy và một lát nữa thì sẽ tới ngay vị trí cái nón không nữa. Jen Karen. Cô đi ra biển chơi lướt sóng và thật không may là cô đã va phải đuôi cá voi khi mà nó lặn lên rồi hụp xuống. Việc này thì diễn ra thường xuyên ở ngoài đại dương, nhưng mà thật không may cho cô là đúng cái hôm đó cô lại lướt vào đúng cái vị trí mà cá voi đập cái đuôi xuống. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn qua TV và không biết là cái lúc mà cá voi đập cái đuôi xuống mặt biển có mạnh hay không thì trên đây chính là câu trả lời ra đi sau đúng một hit. Đây là chùm cuối. Cô gái này đang rất là quyết tâm để mà giảm cân và cô đang thực hiện bài gập bụng. Khi mà duỗi người ra dốc xuống thì thật không may đúng lúc này là cô đuối sức. Kèm với cả phần vòng một lớn đã trôi về phía đầu, khiến cho cô không thể gặp người trở lại được. Và cuối cùng thì cô đã ra đi bởi vì cái phần vòng một đã chườm lên mặt của cô làm cô tắt thở.